soi kèo bóng đá hôm nay giữa Sydney với Perth Glory diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2020 tại sân Jubilee Oval, A-League 2019-2020. Dẫu phải thi đấu xa nhà ở vòng đấu vừa qua với phong độ không phải là quá tốt, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Corica rất biết cách chiều lòng người hâm mộ khi đã đánh sập pháo đài Vance Stadium của Melbourne Victory bằng chiến thắng với tỷ số 4-1. Chiến thắng này đã giúp cho Sydney nối dài mạch toàn thắng trước đối thủ lên đến 5 trận, và với 3 điểm vừa có được, thì lúc này họ vẫn đang đầu trên bảng xếp hạng Alex với 46 điểm, hiện vẫn đang nhìn hơn vị trí thứ hai của Melbourne City 10 điểm và thi đấu ít hơn, đến hai vòng đấu. Trải qua 5 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, thành tích mà Sydney có được là hai chiến thắng, một trận hòa và để thua hai trận. Đến với vòng đấu tiếp theo, Sydney sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Bud Glory đến làm khách. Tuy ở thời điểm này phong độ của thầy trò huấn luyện viên Corica không phải là quá tốt, nhưng cũng đừng quên kết quả vừa kể đến ở trên, họ cũng đã vã cho Manburn Victory, ra bã trong lúc có những sự hoài nghi về mặt phong độ từ giới mộ điệu. Đó là chưa kể với điểm tựa không hề nhỏ đến từ sân nhà, thì chỉ cần Sydney thi đấu đúng với thực lực của mình, thì một chiến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ cần biết trong 10 trận được chơi trên sân nhà gần nhất, đội bóng chủ sân Jubileo Van chỉ mới để xảy chân duy nhất một trận trước Wanderers, còn lại có đến 8 chiến thắng và một trận hòa. Phía bên kia sân, nếu ở như ở vòng đấu vừa qua Sydney vừa có được chiến thắng trước Melbourne Victory, thì ở chiều hướng ngược lại Perth Glory đã phải nhận lấy thất bại trước một đội bóng, cũng đến từ Tây Úc là Melbourne City với tỷ số 2-3. Một trận thua dường như đã được định đoạt từ sớm đối với đội bóng của huấn luyện viên Papovic khi họ được chơi trên sân nhà, nhưng chỉ sau 34 phút thi đấu thì mảnh lưới của Pert đã toang đến 3 lần. Những nỗ lực trong thời gian còn lại để có được hai bàn thắng chỉ giúp cho họ phần nào gỡ lại lại chút ít danh dự mà thôi. Trận thua này đã khiến cho thầy trò huấn luyện viên Papovic rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Alex với 30 điểm, hiện đang kém nhóm được vào thẳng bán kết tại playoff đang là 6 điểm, nhưng thi đấu ít hơn một vòng đấu trở lại với chuyến hành quân lần này không có quá nhiều thông số ở thời điểm hiện tại cho thấy Bird Glory có thể vượt qua chướng ngại vật rất lớn như sydney khi mà đã bốn vòng đấu vừa qua thì đội bóng của huấn luyện viên papovic vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì khi chỉ có đúng một trận hòa và còn lại để thua đến ba trận đó là chưa kể ở thời điểm này thì họ cũng không phải là cái tên có thể tin tưởng khi phải thi đấu xa nhà khi trong bốn trận sân khách mới đây thì kết quả mà Bird Glory có được cũng chỉ toàn hòa và thua Người hâm mộ của thầy trò huấn luyện viên Papovic càng lo lắng nhiều hơn, khi trong 6 lần gần nhất đặt chân đến Jubileo Van làm khách, thì đội bóng con cưng của họ cũng chỉ toàn phải nhận lấy thất bại ra về, và trong đó chỉ có đúng một bàn thắng trong cả 6 trận. Dự đoán kết quả Sydney với Bud Glory. Dự đoán tỷ số 2-1. Chọn kèo châu Á, Sydney chấp nửa trái. Chọn kèo tài xỉu, tài. Hãy nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.